thông báo với cả nhà, ngày 14 tháng 10 á, là vợ chồng Mai Khánh chính thức đồng hồ 40 căn nhà tình thương. Và cái danh sách của 40 căn nhà tình thương các hộ gia đình là được vợ chồng Mai Khánh cùng với nhân viên Manisa đi khảo sát thực tế và đã được á, là coi như là ban lãnh đạo của Cao Bằng là ký duyệt và có công văn. Nói tóm lại về mặt pháp lý là coi như xong, và nhờ các cái tỉnh Cao Bằng cấp đất cho các bà con để tạo thành một cái khu tái định cư cho 40 căn nhà rất chi là rộng rãi nha. Một hộ gia đình như vậy á là được trên 3m2 tới 4m2 nha. Rồi bên cạnh đó là bản thiết kế của vợ chồng Mai Khánh đã thiết kế rồi, tạo thành 3D rồi, tính ra là đầy đủ các cái chức năng cũng như là kết cấu ngôi nhà cho đến cái gu thẩm mỹ của nhà là đầy đủ hết rồi. Bây giờ mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, đó là chuẩn bị là tìm nhà, là cũng như là chủ thầu xây dựng nè đó. Rồi Mai sẽ tuyển thêm một số là các cái thợ xây thợ hồ, và đặc biệt thì ông xã Hoàng Kim Khánh cùng với là đội ngũ kỹ thuật sư với là giám sát công trình sẽ lên ăn nằm rầm rề ở trên Cao Bằng để xây 40 căn nhà tình thương. Và đặc biệt thì vợ chồng Mai Khánh sẽ không khoán nha, không có khoán nguyên vật liệu, bởi vì là vợ chồng Mai Khánh muốn bên vợ chồng Mai Khánh là tự động mua nguyên vật liệu, bởi vì là muốn xây một căn nhà kiên cố, không phải là nghỉ xấu cho chủ thầu xây dựng đâu, nhưng mà chỉ là thuê công thôi, thuê chủ thầu xây dựng về công thôi. Rồi bên cạnh đó để đảm bảo được là cái ngôi nhà này á đúng với những cái ý tưởng ban đầu là kết cấu ngôi nhà phải vững chắc á, thì chắc chắn là phải có là cái bộ phận giám sát công trình và bộ phận kiến trúc sư. Và ông xã Hoàng Kim Khánh thì xây nhà thì về vấn đề xây dựng là nói tóm lại không phải là nói quá giỏi thì không có đúng, nhưng mà kinh nghiệm đầy mình rồi, cho nên là ngày 14 tháng 10 á thì sẽ là chính thức đồng thổ và Mai sẽ cập nhật và quay lên cái cạnh nhà. Bởi vì là rất là nhiều người bảo là trời ơi xây 40 căn nhà hả, bây giờ vợ chồng Mai Khánh đưa lên 8 kiếp mà còn chưa xây được, không có 8 kiếp đâu. Có nhiều bạn bảo thế này, trời ơi xây nhà tình thương gì mà nó đẹp như khu resort, như là một cái khu đô thị vậy đó. Thì Mai nói luôn, ông xã Mai đọc xong tin nhắn thì tùm tìm cười thôi, là bởi vì anh ấy bảo là em, đó là những người chưa biết vợ chồng mình mấy chục năm nay đi làm thiện nguyện là làm hết cả một tấm lòng, không chỉ là phát tâm 20 tỷ để mà vừa là phát tiền vừa phát gạo vừa xây nhà tình thương, mà cái tiền 20 tỷ là cái chuyện bình thường. Những cái vấn đề ở đây là vợ chồng mình á là phải dùng tất cả cái công suất từ trí tuệ cho tới tấm lòng thì chắc chắn nó sẽ ra những kết quả tốt. Cho nên Mai nói với cả nhà là chưa cái gì mà làm khó được, bởi vì là đã hết sức hết lòng thì làm chuẩn thôi.